Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả Hiền xem phim Dưới bóng chung điện, bộ phim Hàn Quốc đáng để xem nhất hiện nay. Dưới bóng chung điện hiện đang là bộ phim truyền hình cổ trang hot nhất Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Cùng Hiền xem phim khám phá sơ lược về bộ phim đang được đông đảo khán giả quan tâm và theo dõi này nhé. Bộ phim được lấy bối cảnh cổ trang kể về chung điện là Im Hoa Dân. Vương Phi lúc nào cũng tất bật với những người con trai của mình. Bà luôn phải bận rộn để tìm kiếm các cậu con trai về học đúng giờ vì các quân điện đều lười học hành. Điều này khiến cho Đại Vương Phi luôn không hài lòng và tìm cách làm khó dễ và phế truất bà. Người con trai đáng tin cậy nhất là Thái tử Xê Cha lại mắc một căn bệnh huyết hư quyết, khiến cho chàng hay ngất xỉu và có thể bị thiệt mạng vì không có cách cứu chữa. Thế nhưng thái y duy nhất có khả năng chữa trị bệnh của Thái tử lại được Đại Vương Phi điều đi nơi xa xôi chữa bệnh. Điều này khiến cho Im Hoa Dân không khỏi nghi ngờ. Trong lúc tìm cách cứu chữa cho con trai, trung điện là Im Hoa Dân dần thông suốt được nhiều điều. Chính suy nghĩ chỉ mong các con có thể vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành mà không tranh giành đấu đá của mình đã khiến cho các con dần rơi vào nguy hiểm. Từ đó, bà luôn hối thúc các con mình học hành để có thể trở thành bồi đồng bên Hoàng Huynh và có thể cứu sống các anh em của chúng. Nhưng trong quá trình đó, Trung Điện lại vô tình phát hiện ra Hoàng tử là gây sưng, người con bà tin tưởng nhất trong những đứa con quậy phá lại có sở thích đóng giả làm nữ giới. Một điều không được trong triều đại Joseon chấp nhận. Vậy bà có thể nhờ cậy vào ai đây? Dàn diễn viên chất hơn nước cắt. Kim Hae-soo là nữ diễn viên sinh năm 1970 quê ở Busan, Hàn Quốc, được mệnh danh là chị đại xứ Hàn. Dù bước qua tuổi 52 nhưng nữ diễn viên vẫn rất cuốn hút, trẻ trung và xinh đẹp, được khán giả công nhận về thực lực và nhan sắc. Nữ diễn viên kỳ cựu là yếu tố giúp khán giả xem bộ phim do chính cô ấy đóng. Với lối diễn xuất tự nhiên có 102, nữ diễn viên đã làm cho các cảnh quay sâu sắc, thể hiện đúng trọn vẹn của nhân vật. Kim Hae-suk sinh năm 1955, được mệnh danh là bà mẹ quốc dân. Với lối diễn xuất cực kỳ tự nhiên nhưng không kém phần duyên dáng, bà được biết đến qua nhiều bộ phim như là Bác sĩ tài hoa, Người bố xa lạ, Chuyện cô ấy, Bi kịch triều đại. Bà cũng được xem là nữ diễn viên gạo cội trong làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh những diễn viên kỳ cựu là những diễn viên trẻ đầy tiềm năng như là Kim Min Ki, Baek In Hook, Moon Sang Min. Dù khá trẻ nhưng những cái tên trên được đánh giá là mầm non diễn xuất và trở thành những diễn viên đầy triển vọng trong tương lai. Chúng ta hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim nhé. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye.